Mát quá. Bạn ơi, ui, tắm xong mát quá. Mát gì? Mát chê. Em tắm xong em nằm mát lắm. Mực có nằm không? Mực có nằm chậu không? Em có nằm chậu không? Mận có nằm chậu không? Hả? Phơi nắng đuổi ghẻ hả con? À, phơi nắng đuổi ghẻ hả? Chỗ mát không nằm lại chạy ra nắng nằm đó, đuổi ghẻ. Kệ nó, kệ hai chị em nhà nó vật nhau con. Cái làm trọng tài làm gì? Hả? Nó làm trọng tài làm gì? Cái làm trọng tài gì nữa nó lại cắn chó thấy chưa? Con Mận nó bên em nó chửi cho mà vẫn không chừa. Đi ra đây, kệ nó. Mẹ nắm chân thằng Mực, thế là nó ra nó bị bệnh thằng Mực đây này đó. Ừ. Thôi, mẹ nắm chân nó để cho nó khỏi cắn chân con mà con lại còn trở mặt cắn mẹ. Hả? Bên nhau kinh chưa? Bên nhau đấy. Mận ơi, Mận miệt mài thế. Trời ơi, Mận miệt mài thế. Bạn ơi, ăn cơm này. Nhìn lên. Nhìn lên, cơm nè. Cô Châu Kỳ hồi này 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 mang cơm cho con này, mang cơm thịt cá này, nhanh lên nhanh lên. Sao hồi này lê lê cứ thấy mẹ là né đi đó, nó thù dai nhớ lâu ghê chưa, có một hôm xích nó
Một hôm mưa sợ nó ướt rồi xích nó lại để cho nó khô, mà giờ nó này nó giận nó dỗi luôn này, nó không cho đụng vào nữa luôn. Ăn cơm thì mỗi lần bình thường là chạy quấn quýt, giờ thì né. Là sao giận thù lâu nhớ dai thế? Hả? À, làm sao? Bây giờ con ăn cơm không? Cơm ngon này, ngon ơi là ngon chịt nhỉ. Đi nhé. Ha. À, đi ra đây ăn cơm. Nào, đi. Đi. Nào, cơm nào, đi. Ăn cơm. Lên. Đó, lại bắt đầu ngồi ở cái hè đây kìa. Nhanh lên, ăn cơm nào, nhanh lên. Thế đó. Đó, cô chú thấy không, nó thù dai không? Cho nên là mẹ cháu là đi bắt nó lên xe một lần, ép nó lên xe để đi trích triệt sản cách đây 2 năm, hơn 1 năm, gần 2 năm trời đó, mà nó thù cho đến giờ nó không thèm về nhà. Trước đó thì ngày nào nó cũng chạy theo nó về nhà, nhưng mà từ lúc mà bắt nó đi triệt sản đến giờ là nó không thèm về nhà luôn. Nó có về thì về đến cổng xong nó chạy đi. Nó thù dai lắm. Đấy, hôm bữa xích nó được một lần rồi nhất định nó không theo nữa kia kìa. Né rồi kia kìa. Đó, cơm này mang lên cho nó này, sáng sớm rồi mang cơm lên rồi đây này. Nào. Cơm này, ở đúng rồi. Tưởng đâu mày giận luôn, khỏi phải ăn luôn. Rồi, ôi, bó tay luôn bà này, bà ấy ghê gớm lắm, không phải vừa đâu. À, từ từ để mẹ lấy ra cho. Từ để mẹ lấy cơm ra cho. Cơm nó chịt cá ra cho này. À. Từ từ. Rồi, ăn đi con. Đó. Hôm nay mẹ cho cả ăn cơm gạo lứt thôi. Nó giận dai lắm, nó nhớ lâu thù dai lắm. Sáng sớm mẹ nấu cơm nóng hổi cho em ăn ha. Đấy, đang chọn thịt cá đó. Đó, đang chọn những cái miếng đứng thịt cá lấp ở dưới. Đó, vừa ăn vừa vẫy đuôi hả? Cảm ơn mẹ hả? Cảm ơn mẹ. Trời ơi, đấy. Ghê gớm lắm, mưa bà cứ không chịu vào trong mái che. Và cứ ở ngoài ướt, mình thương, mình xót thì mình xích nó lại để cho nó khỏi bị ướt. Thế là nó giận luôn, đến giờ luôn. Giờ là mó được nó cũng hơi bị khó á. Không cho mó vào nữa. Lúc ăn mới lúc gãi thôi, còn ngoài ra lúc đấy là nó sợ bị nhốt lại, xích lại. Không cho đụng vào nữa đâu. Xinh gái quá, càng khen càng cười. Trời ơi, có con chó cỏ nào mà lại thế này.